chuyện cũ cũng đã 10 năm rồi. Không biết bây giờ gặp lại Lệ, tâm trạng cậu thế nào? Thì đi mãi rồi, cũng phải tới lúc dừng chân chứ. Chỉ bằng về ở với bà, được lúc nào hay lúc đấy. Vì tiền, máu mủ cũng mặc kệ đúng không? Cái thằng cháu đích tôn của bà ấy cũng mất tiền của con rồi. Em có trách bà tại sao yêu thương con cháu mù quáng như vậy? Cậu dùng chính cách của họ đối đãi lại với họ y như vậy thì cũng đều tồi tệ như nhau cả thôi. Chuyện mà lộ ra thì cả hai bác cháu mình đều... Mày! Tao sẽ họp họ xem chúng mày còn được ở trong cái dòng họ Đặng nữa hay là không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.